Vâng, xin chào các bạn, mình là Truyền Hữu. Và nếu các bạn anh chị đang tìm mua một cái bộ sản phẩm để có thể live stream được trên máy tính bàn, thiết bị di động, để mọi người có thể phục vụ được cái nhu cầu live stream bán hàng cũng như là phục vụ ca hát sau những giờ làm việc mệt mỏi, thì hôm nay Hữu sẽ cung cấp cho các bạn anh chị một cái giải pháp live stream trọn gói về cả hình ảnh, về cả âm thanh và tất cả những cái phụ kiện mà Hữu trang bị cho các bạn là đầy đủ, không cần mua thêm bất cứ một cái sản phẩm nào nữa. Thì Hữu sẽ nói sơ qua cái bộ sản phẩm ngày hôm nay Hữu sẽ giới thiệu cho các bạn như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái sao cạc đến từ nước Anh, Flared Touré USB, cho ra một cái tiếng rất là hay, trong trẻo, khuếch đại ok. Cùng với một cái mic AKG B220 đến từ Áo. Và cặp loa kiểm âm của Mỹ, Eric 5 ST. Chúng ta có thể dùng cái loa này để có thể nghe, kiểm suột đường ra, thu âm, mic nhạc cũng được. Hoặc các bạn anh chị thu một cái bản live, bản thu từ cái project live của B10 của Hữu, kiểm đường ra, sau đó các bạn có thể đăng lên Facebook, những cái mạng xã hội ok. Và kèm theo là những cái phụ kiện như là đèn livestream, tai nghe kiểm âm AKG K72, tất cả những cái dây kết nối cùng những cái phụ kiện đi kèm bộ sản phẩm này. Thì hôm nay Hữu sẽ mời các bạn các anh chị cùng xem sản phẩm và kiểm chứng cái âm thanh của bộ sản phẩm ngày hôm nay. Ok, mời mọi người.
Và các bạn anh chị vừa nghe xong âm thanh của bộ sản phẩm Focusrite Laret Touré kết hợp với mic AKG B220. Thì như các bạn các anh chị cũng đã biết là hiện tại Hữu đang cung cấp, ngoài mic thu âm thì Hữu có bán thêm những cái dòng laptop đã qua sử dụng. Và nhân tiện đây Hữu cũng giới thiệu các bạn anh chị là Hữu có build những cái dàn máy PC như thế này để các bạn anh chị có thể sử dụng văn phòng, livestream được OBS, chơi game giải trí. Và đặc biệt là một cái giải pháp về hình ảnh thì có thể sử dụng cam Logitech hoặc là sử dụng máy Sony để chúng ta có thể livestream được trên OBS luôn. Đấy. Thì Hữu nhắc lại, trọn bộ sản phẩm này cho các bạn các anh chị tất cả về cái âm thanh, hình ảnh đầy đủ. Một bộ sản phẩm đầy đủ nhất từ trước tới giờ. Thì các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này vui lòng vào website của Hữu, truyenhữu.com. Còn địa chỉ quen thuộc Hữu đã nói, 8A đường Linh Trung, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Số điện thoại Hữu có để bên dưới. Nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để đón xem những cái sản phẩm mà Hữu test mới nhất mọi người nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại.